Em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau. Nhà rộng không? Nhà rộng, biệt thự. À, biệt thự được. Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống, tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hở hang không được. Dạ. Có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời. Nếu mà em tách ra riêng thì không được chị. Sao không được? Thì em thì nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi, em ra riêng em ở. Chứ lẽ gia đình suốt đời là được sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn. Rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở nhà tổ đó luôn rồi nó có chặt đít rồi sao? Miếng đất của gia đình. Mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên. Rồi cũng ở chung nữa, hùng tiền dạ. Xây chung lại ở chung nữa. Riêng được không? Muốn cái riêng chút xíu được không? Bây giờ chỉ ba người ba căn riêng được không? Ba cái căn ba cánh cửa riêng được không? Đừng có đi qua đi lại chi. Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam. Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo. Cọp hay mèo là do Adam duyên nợ kết Eva và Adam lại với nhau. Trời ơi, gì vậy trời? Chắc tôi chết quá à, dễ thương quá cưng. Anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết. Quỹ đám cưới hết. Dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi? 500-600 chị. Trời ơi, cưới vợ mà 500-600 triệu luôn hả? Bấm đi em gái. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Bấm đi em gái. Bấm. Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi, say bấm bấm. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Mình tên là Long Quang Nhiên. Mình là nhân viên kế toán kiêm thủ kho. Kế toán kiêm thủ kho là to thủ trưởng luôn á. Bạn quê ở đâu? Mình sinh ra thành phố Hồ Chí Minh và quê ở thành phố luôn. Mời em gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Phạm Thị Thanh Lan, năm nay 30 tuổi. Quê em ở Tiền Giang. Tiền Giang. Hiện tại em là nhân viên phòng khám nhi ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc, trong cuộc sống là cái gì? Em biết nấu ăn, có một chút xíu kỹ tính. Kỹ đến mức độ nào? Cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm. Trời đất ơi, em gọi em dòng chị đâu có cộng nào em lụm dạ, chị. Không, em không có đến nổi như thế. Không, nói chung em kỹ tính là tốt em. Chứ sáng anh ăn phở rồi kia có 3-4 cộng tóc rớt vô phở mà cô đó, cô thấy cô không lụm gì chứ. Mốt anh dẫn em qua cho quán phở nha. Rồi bạn nam. Em không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết cào bạc luôn. Một cộng tóc rơi xuống em có lụm không? Không. Không. Tiền rớt em mới lụm. Em quen mấy mối tình rồi? Một mối tình thời sinh viên với một mối tình cách đây 2 năm. Quen một thời gian mình thấy nhiều quan điểm trái ngược nhau. Không hợp, bỏ. Chia tay. Còn bạn gái? Em trải qua 2 mối tình ạ. Ảnh có cái suy nghĩ là lên Sài Gòn em sẽ gặp một cái người là tốt hơn ảnh á. Có những người đàn ông đó người ta không đủ tự tin cho bản thân. Dạ, không đủ tự tin và không có niềm tin ở em. Mong muốn của em gái tìm người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Không nhất thiết là phải đẹp trai này nọ. Em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là gì? Tính lằng nhằng. Khoảng bao lâu thì mình có thể cưới nhau được? Ra duyên ạ. Ra duyên cưới em hả? Dạ. Rồi để anh xem cái bạn trai này có tính lăng nhăng không, có không em? Em không có, tại vì quan niệm về tình yêu của em là chung thủy ngay thẳng, có gì nói hết. Một cô gái thế nào em thích? Theo em là đó là một người lễ phép, cư xử gia giáo. Tại vì em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau. Em thì phụ, nàng rửa chén thì em nấu cơm, vậy thôi. Nhưng mà phải ở chung với các chị dâu khác hả? Tại vì đó là ngôi nhà tổ mà anh. Nhà rộng không? Nhà rộng, biệt thự. À, biệt thự được. Em ghét nhất phụ nữ về điều gì? Nói nhiều. Nói nhiều khi mệt luôn. Lỗ tai luôn nghe bùm 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 bùm. Rồi không thích gì phụ nữ nữa? Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống, tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hở hang không được? Dạ. Áo dài, áo dứt rồi hay sao? Đi ăn tiệc thì áo đừng nó xẻ xuống quá. Hở chút được không? Hở chút được. Bỏ nút hai nút được không? Không. Giờ mô đen mà mặc bỏ nút hai nút là chuyện bình thường. Ở nhà mặc cái gì? Dạ, ở nhà mặc quần short cũng được. Mặc váy được không? Mặc váy được. Áo 2 dây được không? Không được anh. 1 dây được không? Không được, kệ không được. Không có dây được không? Làm gì không? Không mặc không được không? Trời ơi, sao khó quá vậy trời. Có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời. Gửi với bây giờ em yêu cô này quá trời quá đất luôn đó. Nhưng mà cô nói với em là anh ơi, giờ nghèo khổ gì cũng được, mình ra mình mướn cái nhà trọ, từ từ mình sắm cái nhà nhỏ nhỏ cũng được, hai chồng ở riêng. Tại vì đó là nhà tổ thì anh chị phải ở chung, nếu mà em tách ra riêng thì không được chị. Sao không được? Thì em thì nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi, em ra riêng em ở. Chứ lẽ gia đình suốt đời là được sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn. Rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mốt nó chặt đít rồi sao? Đâu có, sau này sẽ xây miếng đất kế bên nữa. Kế bên nhà tổ có miếng đất nữa hả? Dạ. Miếng đất đó của ai? Miếng đất đó của gia đình. Mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên. Rồi cũng ở chung nữa, hùng tiền dạ. Xây chung lại ở chung nữa. Riêng được không? Muốn cái riêng chút xíu được không? Tại vì ở riêng này em không thích. Nói chung là em thích ở chung.
có gì mình chia sẻ công việc, quan tâm lẫn nhau. Mấy anh chị em tất cả? 5 anh chị em chị. Mấy trai mấy gái? 3 trai 2 gái chị. 3 trai 2 gái là hiện giờ tính là 5 anh chị em đó là ở chung với nhau hết luôn đó. Đâu có 2 chị gái gả ra ngoài rồi chị. À với 3 anh em với 3 chị, 3 dâu là 6 người sao ở chung nhà đó, rồi sinh con đẻ cái là ở chung hết trong nhà tổ đó. Dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dài 20 mét, ngang 10 mét. Ngang 10 mét, dài 20 mét là tính miếng đất chưa hay là mới cái nhà tổ không? Nhà tổ đó thôi. Rồi cái miếng đất ngang mấy mét, dài mấy mét? Tổng cộng là coi như 20 mét ngang, 40 mét dài. 400 mét vuông. À công nhận tôi rảnh, ông này cũng dễ khai ghê, hỏi nhiều cái trơn trọi. Được. Em nói em thật thà mà. Tôi thật thà. Nhưng mà anh nói với em á, cái đó là cao lắm á. Hiện thao này nếu cần nó chia cũng ngon lắm á. Đâu có. Đó là được, nhà tổ là biết nhà tổ rồi. Nhà tổ là không bán. Thì nhà tổ có bán nhưng mà miếng đất kế bên ngon lắm á. Không có luôn. Miếng đất kế bên ngon. Miếng đất kế bên cũng không bán luôn. Nhà cũng ngon. Nhưng mà đó là tôi nghĩ là không bán rồi, nhà tổ. Nhưng mà đất cũng ngon. Không bán hoài. Hôm nay em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị đồng nghiệp và cháu gái buộc ạ. À, dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Hai bạn đều là những người truyền thống, kỹ tính, quan tâm đến gia đình. Nhưng mà nghe bạn Nam bên đây chia sẻ thì mình thấy là bạn rất yêu thương gia đình của mình và muốn gắn bó với gia đình. Cái điều đó đó rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh những cái chung, mình cũng phải suy nghĩ đến những cái riêng của mình. Khi mà mình đã có một cái gia đình riêng thì khi đó mình là trụ cột gia đình thì mình phải nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình trước. Cái suy nghĩ mà mình nhất định mình sẽ không bao giờ ra riêng đó thì mình khoan đặt nặng vấn đề đó trong giai đoạn này, nó sẽ không hay. Còn về phía Lan á, thì như chị nói á, là mình có nhiều điểm tương đồng. Nên là nếu mà được á, thì em cứ cho em và bản thân bạn trai đây một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Xin rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Em đi với chị dâu và một chị nuôi. À chị dâu, ha, có chị dâu trong nhà rồi, khỏe rồi. Chị dâu ơi. Dạ em là chị dâu. Em là chị dâu, rồi dạ. Theo em nghĩ thì em đi cũng là được mà dễ thương, hiền. Hai bạn cũng có hợp tính với nhau nữa. Ở chung á, không hợp á, thì mình có thể xây một cái gia đình nhỏ riêng. Mình có thể ở riêng. Chứ ở trong gia đình thì cũng không có bắt buộc là phải ở chung nhà. Đó thấy chưa, gặp dạ. Chị dâu dễ thấy chưa. Cảm ơn em nhiều. Bây giờ thế này nè, cái nhà tổ á, thật sự cũng phải nói là em bán. Đừng nói không bán nữa, ai kêu bán. Bây giờ ba anh ngăn ra, người nào lớn thì lớn hơn chút, người nào nhỏ nhỏ thì chia ra hoặc là chia đều ra. Ngang 20 chia làm 3 miếng lớn lắm à. Gần 7 mét ngang, 20 mét sâu chứ mỗi, mỗi người có một phòng riêng mà anh. Trời ơi, ông này ông cương quyết sao mệt ông quá. Ok ông đi, bây giờ chỉ 3 người 3 căn riêng được không? 3 cái căn 3 cánh cửa riêng được không? Đừng có đi qua đi lại chi. Trời ơi, khổ bây giờ ghê. Ý là nhà tổ vẫn ở chung, miếng đất đó ngăn ra ba cái gia đình riêng, rồi thích thì mở cửa ra chung, không thích thì ngăn ba miếng đất riêng. Ví dụ như anh lớn là ngang 7 mét và 20, rồi anh kế là ngang 6 mét và 20, còn nhiêu là em được không? Cũng được. Cũng được. Được, được không? Được. Được. Được chứ, cũng ở chung nhà mà đâu có bán đâu. Mà bán không? Không. Nói thôi vui thôi, thật sự chị dâu em nói đúng đó. Còn chị nào có ý kiến nữa không? Thấy sao chị, theo chị họ thì thấy sao? Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào Cát Tường, dạ. Em yên tâm đi, Duyên nó thật thà lắm. Cha mẹ mất hết rồi thì muốn cho sống chung một nhà. Cái cô chị dâu này thì về nhà đã mười mấy năm rồi. Thì à. Coi Duyên giống như là một đứa em trai chứ không phải là một đứa em chồng. Còn nếu mà muốn ra riêng để mà có cái gì riêng thì chị nghĩ cái chuyện đó không thành vấn đề. Chị nghĩ là hai đứa cũng nên có cơ hội với nhau. Dạ, dạ. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn ra, bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi thì hiểu. Nhưng mà em sống truyền thống quá hả? Thường đi chơi đêm mấy giờ về? 10 giờ là em về rồi. 10 giờ về. Ví dụ đi quá 10 giờ rưỡi về được không? Không. Em sao vậy? Đúng giờ là em về. Ví dụ về trễ, kêu cửa em mở không? Kêu cửa là gia đình mở. Ai mở? Anh này mở, nhưng mà nhiều lúc thấy anh thức khuya quá nên em không muốn về trễ. Ví dụ giờ vợ em rủ lâu lâu đi chơi mà 11, 12 giờ về rồi em chịu không? Thì lúc đó kêu anh ngủ sớm em, tại vì nhà đó có con hẻm nhỏ kế bên, anh em đi vô con hẻm đó được. Nghĩa là em có mở cửa không? Mở. Vợ em đi làm đêm về thường xuyên 11 giờ đêm được không? Thường xuyên một hai lần thì được, nhưng mà thường xuyên thì không được. Ví dụ như bữa nào đó vợ em mà đi về mà thấy trễ quá, họ em không mở cửa, hay là anh em không ra mở cửa, rồi vợ em ở nhà ai đó được không? Em sẽ gán đợi. Này nó thật thà quá. Thôi được rồi, hỏi gì cho biết thôi. Bây giờ rồi. Hai đứa gặp mặt đi nha. Mở rao. Rồi.
quà tặng tặng em. Tặng quà xong rồi hát luôn nha, hát tặng bạn gái liền luôn nha. Anh xin hát tặng em một bài hát là Khi Có Em Trong Đời. Khi có nàng trong trái tim mình, lòng đầy ước mơ, khi thấy em vui cười, ánh mắt em sáng ngời, lấp lánh trong nắng mai mùa xuân. Cho hồn anh nằm say câu tình yêu anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kín. Khi có nàng trong trái tim mình, bầu trời thắm xanh như mắt em trong chiều, anh nắng thêm ấm nồng, gió hát lời khúc ca tình yêu. Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thôi hết cô đơn. Mùa xuân qua ngàn sang thăm, núi non bao năm dù có hao mòn, tình này dành cho nhau thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi. Nắm tay đôi ta cùng đến trên trời mịt mù về nơi yên ương, cho tình nồng như mơ hơi người yêu. Từ khi có em hồn như án mây bay về chốn thần tiên. Cảm ơn anh. Thôi. Thì căng dữ vậy. Anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác. Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam. Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo. Cọp hay mèo là do Adam. Duyên nợ kết Eva và Adam lại với nhau. Trời ơi, gì vậy trời? Chắc tôi chết quá à. Dễ thương quá cưng. Được rồi, rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cảm nhận của em gái như thế nào về chàng trai đó? Thấy anh thì cũng vui vẻ. Vui quá đi chứ. Hát cũng hay. Hay lắm rồi nha. Càng hay bữa nào anh cũng hát luôn á nha. Em có tặng anh một cái chậu xương rồng, thì anh có thể cho em biết ý nghĩa của cái xương rồng không ạ? Xương rồng thì nó chịu nắng chịu nước được, khẳng khái đứng giữa trời mặc cho sa mạc, mặc cho nắng mưa, mặc cho sa mạc luôn. Cây xương rồng nó cũng thể cái tính cách của em, bề ngoài nó rất là sần sùa mà bên trong nó cũng muốn yêu thương, thì mong anh sẽ hiểu được cái ý nghĩa trong đó. Thì nhà anh cũng có trồng cây xương rồng, anh cũng thích trồng cây xương rồng lắm. Ta nói là hiểu giùm cho con người. Dạ, ta em hiểu. Hiểu gì, hiểu sao? Hiểu hình tượng giống như cây xương rồng, tính cách giống như cây xương rồng. Rồi bây giờ em thấy cổ giống xương rồng không? Không, đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Em thấy có sao xuyến trong lòng với người đối diện không? Có anh, giống người trong mộng em 70-80%. Dễ thương mà. Rồi bây giờ em hỏi cổ đi, bây giờ em quan niệm tình yêu thế nào, em thấy anh thế nào, hỏi đi. Anh thấy em như thế nào, quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Thì nhìn anh thì cũng được, nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh á thì em thấy là anh một người thì chưa có tính tự lập, chắc là cũng khó tính lắm. Anh thì không có khó đâu, thấy anh vậy chứ anh rất dễ. Nếu chúng ta quen nhau thì khi nào em rảnh thì anh chạy xuống hay là... Công việc hiện tại của em là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thì nó cũng gọi là khó để hẹn hò. 10 giờ em phải về nhà rồi, giờ sao? Lúc đó mình về mình bàn lại với gia đình, nói là coi công việc của em nó như vậy. Ừ, từ bây giờ là từ 10 giờ em được phép ra ngoài được không? Chắc được. Em phải bàn gia đình ha? Em tự quyết định. Đúng rồi. Nó nãy giờ mới nghe có một câu hay thế đó. Vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Chọn 10 giờ vô nhà hay là chọn 10 giờ đến đón cô ấy? Chọn cái nào? Chọn 10 giờ đón cô ấy. Được, vậy có được chứ. Rồi mình nói quan điểm con cái đi. Em là truyền thống lắm, em thích trai gái thì nói luôn đi. Em thì trai gái đều được. Mấy người anh em thích trai hay gái? Anh em dễ lắm anh. Chị dâu á, trai gái đều được thôi. Quan trọng mấy người đó nữa. Dạ. Dạ. Anh thích nít không? Thích chứ, hồi mấy đứa cháu anh còn nhỏ anh thường chơi chung với nó, chơi chung vui lắm, nên anh rất thích con nít. Em thích chơi trò chơi gì? Bóng gỗ cũng có, rồi đánh cầu lông cũng có. Có chơi banh đũa không? Không, không chơi banh đũa. Dù giờ vợ em về thích chơi banh đũa, em chơi chung được không? Banh đũa em đâu biết chơi. Dẹo hoài. Bây giờ vô kế hoạch kết hôn đi nè, kế hoạch như thế nào? Anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết. Quỹ đám cưới hết. Chưa có vợ mà lập quỹ cho con cái luôn rồi hả? Tại vì em học nghề kế toán nên em tính toán rất kỹ chị. Em tính cho tương lai hết rồi. Tính nhà đó chia ba sao? Ở nhà đó không có bán rồi anh. Dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi?
5-600 chị. Trời ơi, cưới vợ mà 5-600 triệu luôn hả? Cưới vợ dữ vậy? Dạ, tại nhà em họ hàng cũng nhiều nên tính đãi khoảng 20-30 bàn. 20-30 bàn. Đúng rồi, ngon hả? Đãi đâu? Đãi trong nhà thờ tổ luôn hả? Đãi ở Hai Quê hoặc là Thuận Kiều. À, tính lô trơn luôn rồi đó hả? Dạ. Cái miếng đất cây bền 10-20 tới 10 cả chục tỷ á. Không bán mà em, nó hỏi hoài. Bán hỏi hoài. Rồi, thôi được rồi, bây giờ vậy, tiến lên, tiến lên. Dạ. Tiến lên, cho em, em quá thiệt tình luôn, cho em một cơ hội nè. Giờ hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đố em dám hùng cổ một cái đó. Dám, dám. Được á, bản lĩnh á, nhưng nếu giờ em rất là thương cổ, hay thương nhau, nhưng cổ nói giờ thôi bán miếng đất cái bên kia được không? Hả? Chịu không? Không. Dứt khoát luôn hả? Dạ. Dù con em lớn lên rồi muốn chia cái miếng đất đó được. Đã em nói em có quỷ hết mà. Thật sự nha, nãy giờ anh vẫn chơi thôi. Đây là một người số 1 đấy. Yêu thương vợ, lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Không bán là không bán. Bao nhiêu không bán hết. Cho thấy được rằng lập trường của anh ấy rất là ok. Dễ thương lắm em. Để tìm một người này bây giờ hơi bị khó đó. Chứ anh có là anh bán lâu rồi đó. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Em bấm không? Bấm. Cổ không bấm, bấm em bấm không? Em bấm. Cổ không bấm. Thì đã nói là duyên nợ mà. Nhưng mà cổ không bấm. Thì mình đến với nhau ở đây là giờ cái duyên rồi. Cổ không đến. Mình cũng buồn thôi. Buồn chút xít. Cổ không bấm em bấm không? Em bấm. Em bán không? Em không bán. Bấm nhưng không bán đúng không? Trời ơi ta. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Đó là bấm đi em gái. Rất thật thà. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm bấm. Bấm đi em gái. 3 Bấm. Hết thời gian. Bấm. Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi say bóng bấm. Đứng lên đứng lên đi kìa. Em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời đó. Lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á. Anh nói em nghe nha. Chưa bao giờ năn nỉ như thế. Bạn rất là dễ thương luôn á. Khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Dạ không cần phải suy nghĩ à. Tại vì em cái cảm nhận, cái cảm giác của em dành cho ảnh nó không có cảm xúc. Không cảm xúc vì điều gì? Em muốn một người chuẩn, chuẩn cái lời nói hơn. Anh sẽ tìm vợ cho em. Cảm ơn. Đây là hai bạn. Thật sự là cũng hơi bất ngờ và rất là tiếc. Đây là một chàng trai rất là thật tình mà thời buổi này rất là khó kiếm một người như vậy. Nhưng mà cũng không trách em được, có thể là do cái cảm xúc mình chưa có đúng không? À, hơi tiếc nuối, thật sự là chị hơi tiếc nuối. Những cái gì chúng ta chưa thấy được trước mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy được ở tương lai hậu vận rất tốt. Có thể bề ngoài như thế, nhưng trong trái tim của chàng trai này là một trái tim nóng bỏng. Một cái sự yêu thương mà có thể khó có. Như vậy là chúng ta không có duyên với nhau. Các cô gái ngồi xem truyền hình ơi, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Chàng trai này vẫn là số 1 của tôi đấy. Cô gái cũng có cơ hội dành cho nhiều chàng trai đấy. Hãy bấm nút chuyển về chúng tôi nha. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Hãy bấm nút cho hai người này nha. Xương rồng vẫn là của em. Hãy giữ ấy để nhớ kỷ niệm ngày hôm nay. Em có ăn nhiều. Bán không? Không. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời em gái giới thiệu trước.
Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi. Công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à. Cùng quê rồi ha, quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính, khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa đó đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu á. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng, nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới tốt. Người bên kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết à hả? Dạ, chưa có mối tình nào, chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây hết. Một lần yêu đơn phương, yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa chị. Gì có mấy bữa vậy? Mà đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu à, năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn nó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó, tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta? Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời là những cái người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, em quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng thôi bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc ta đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó không em đuổi duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hôn, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa đó có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là anh là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hôn luôn đúng không? Không, không được chị. Sao không được? Nó từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hôn đó. Nghĩ kỹ nha, nghiêm túc, ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi bắt công rồi bấm rồi không cho ta hôn rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à? Thôi, cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hôn, em chủ động em hôn người ta. Nhất ký vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy? Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao. Là em thích là... người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, con gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi đúng không? Đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em, thì em sẽ làm gì?
Dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi thì em sẽ nói với thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha. Dạ đúng rồi. Đó là đổi điện thoại thôi. Dạ người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó, nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ nghe. Rồi em sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. Rồi. Vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng đó như này anh. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài là được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng có chồng em trong đó nữa thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao. Nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. À, vậy là em quá rộng rãi rồi. Dạ, vậy là được. Em là tốt. Người rộng rãi lắm. Thế là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ, cái gì rồi. Quá đáng thì không được. Chào em. Dạ, em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt đây để quay chương trình. Trời đất ơi, có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược, đất quốc. Chốt quá. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? À, theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? À, em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. À, em là tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ, thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè, để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè, là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc gì em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì đến chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh, Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu. Con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Con có ghen ngược lại bạn mình không? Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu. Nhưng mà ví dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mày muốn ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại. Tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị. Thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi. Nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể. Cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô.
Em trai đi với ai? Dạ hôm nay đi với em họ. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa, anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn là giờ dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật, thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hay trời quá, hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi cách quất không? Dạ. Nếu mà anh không ngại em mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Để thử coi xứng đôi không? Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ chủ động, sẽ là để cái lịch hẹn ra. Em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Dạ. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn chuyện đi, còn thực tế thì nó tính sau. Bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau, cho thêm 30 giây nữa. Mỗi người hãy nói một cái câu nào đó thật lòng nhất mình muốn nói, một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không. Hôm nay anh cũng rất là vui khi được biết em. Hy vọng anh sẽ được có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa. Hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh. Thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng các bạn. Rồi em. Nào, nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. Chào bác. Đó. Hôm nay cho con mặn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị ở đây đúng không ạ? Nắm rồi mới nói. Con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau.
Vậy cho con hung con gái bác nha bác. Nói gì vậy? Không tin, vẫn còn thổi lỗ tai.